À, cô chú nào chờ chay đi bơi đây, ủa lộn, đi học múa đây. Đó. Không biết là mấy cô chú đang đợi cái clip nó đi học múa rồi dữ lắm đó. Trời ơi, đứng dậy dở váy rồi nè. Chưa đời nổi không? Nói gì à? Nay đang có thêm hai chị lớn nữa nè. Ô trời trời trời, cởi áo rồi nè. Nga nó đứng tút xa cái kìa. Ủa cái bạn đó có mẹ bắn vô làm chi trời. Chi trời. Chà, lớp trưởng bên này mặc áo màu xanh. Nó có chữ xanh là xanh vân vân. Này tụi nó toàn mặc áo tay dài không à. Nhiều chuyện con, nhiều chuyện không đứng một đơn. Nhiều chuyện dữ thì tụi nó. Mấy cô chú là lớp trưởng bên này tóc dài dễ sợ nha, đi vô trưởng bên này cao hơn cái lúc mà chay mới vô học á, nít bởi diễn lớn lẹ dễ sợ. Cô bả gạch trợ trợ còn khoe bụng lắm, tết nhất là còn khoe bụng mai bữa ai nhỏ nữa. Nữa ý là chay, ý là chay nói là chú chú phải cần uống trà giảm cân của mẹ chay đang bán á, để có được dòng eo như chay đó. Trời, nó đứng chỗ dùm cái đi thiệt khổ ghê đó, thấy chưa, nó đang đứng bên kia chạy qua bên đây đứng có được không. Con bài ra cứ nhảy miết đó, nhảy 4 5 6 tháng 7 tháng rồi vậy đó. Cái vũ đoàn nhảy nào mà có chay vô là nhảy sọc dưa không à. Rất luôn, không phải đơn giản đâu nha. Cô có để tay thương không? Trời ơi, phải nó đứng cái đằng chỗ đằng đây là quay cho nó khỏe rồi, tự nhiên nó đi sát lên kia đứng chị giác nhân à. Bị cô giáo chặn luôn. Khổ ghê con chay này thiệt á. Trong khi chỗ kia trống trải. Trời ơi đó, người ta đâu có cái ấy đâu, còn ba ba ngồi xuống được không? Đó, mày đặt bạc xào nữa đó, mày đặt bạc xào nữa. Cái gì? Ê. Đó xào nha. Ha, don't be lying, go back. No, no. You pee before we went here. Go. The right thing. Once I run the dance, if you would like to video them, I'll have you come in. But because we're in the big room today for a change, it's kind of like, let me work with them. Okay. I don't think she went to
Bữa nay hả, nhà nhiều phụ huynh đi theo quá mà hả, mỗi nơi chỉ có một cái cửa sổ nhỏ như vậy nè đó, mỗi nơi có cửa sổ nhỏ vậy nên là khó coi tụi nó mà mình phải nhường cho người ta coi nữa, chứ không lẽ mình ngồi đây mình ôm mình quái quay suốt đâu vô duyên phải không, nên là còn cứ ra vô vậy thôi, chứ còn không có quay ra được nhiều tại vì phụ huynh coi nhiều quá, phải né là cho người ta coi con người ta chứ đúng không. Mà cái hơn là cái lớp búa này là 45 phút lần chứ không mấy là hả, đâu có ấy được đâu. Không giờ chẳng giờ là ngồi là chơi búp bê đó. Và trời ơi, tôi cột tóc vô cho nó bây giờ tôi thấy nó lạ lạ, anh ta tự gửi đầu cột tóc nó ra kìa, còn chịu đời nổi không. Rồi đầu cột tóc coi được không? Được không? Giữ cho. Trời ơi, nó cầm lên tay đó, nó phải chứ nó bỏ vô đúng rồi, giỏi. Xỏ vô. Thật là dùng ta. Chuột vũ đó. Giữ ra. Rất đầu tóc đó, đầu tóc ôi trời ơi à, lớp trưởng các em bé ơi, lại phá lớp trưởng nữa, trời ơi, người ta đang ngồi, lại ngồi trước mặt người ta có được không, bởi người ta không chọc, người ta không chữ mà không uổng lắm, người ta không chữ là uổng lắm rồi đó. Mà trận yep. Nhiệt khoát cái tay, đúng rồi, nhiệt khoát. Ủa? Trời ơi, cái túi shipper mà để nhiệt khoát cái tay của tôi vô tới bữa nay chưa lấy ra nữa nè. Đưa đây, đây tôi bác. Trả đây để tôi giao hàng cho khách. Tự nhiên có được mấy hũ nhiệt khoát cái tay. Chỉ cho cô chú coi Lucky đâu. Lucky đâu? Nó chưa bao giờ hung tôi kiểu đó hết. Daddy doesn't kiss Lucky like that. Trời ơi trời. Con hôn mẹ cái coi. Don't kiss him again. He might bite your lip. What about give mommy a kiss? Hôn mẹ mình. Hôn mẹ mình. Sao chẳng chỉnh chứ. I love him. But he scratches you all the time. Con yêu Lucky hả? Why do you love somebody that beats you? Con yêu Lucky mà, tại vì Lucky nó cứ cào con hoài mà con yêu nó làm chi, để mà quýnh á. Quýnh luôn Lucky ra coi. Quýnh Lucky nè, Lucky bước ra đây quýnh cái nè. He doesn't like cause you, that you jump because you might jump on him and hurt him. No daddy, I was thinking about jumping. Rồi, quýnh Lucky, rồi cho Lucky bắt mặt cho tường. But mommy. Sao? My mommy she's running right this. Okay, you can go Lucky. Sao? Mom, I told you. Là sao con I nói gì? I told you, man. You told me what? I told you. You told me what? Man. Uh-oh. Oh, I like the new bed. I'm happy with our purchase of the new bed. Yeah. It's shorter. It's okay. It's lay lower. On daddy back. Okay, booty. Nó đập con này quá. Rồi đấm lưng cho ba. Đó, cô chú gọi nhị hai nữa đó. Đúng rồi, đứng lên. Ôi trời ơi. Trời ơi, nó hít đất ở trên vai ba đó luôn rồi cô chú. Hung cái vai ba cái coi. Hung vô cái tattoo của ba cái coi. Kiss daddy on his head. Good job. Thank you, JD. Daddy.
hurting me so much. What hurts? This one. Your tooth? No, this one. Oh, your oh. It's not coming off. It's coming out? No. You're going to lose your teeth soon. And when you do, we're going to pull them out. No, baby, not until she's 5 years old. You're going to, but if you don't brush your teeth every day, they're going to fall out faster. Hồi nãy không có mẹ ở đây con nói xấu gì mẹ hả? Hồi nãy không có mẹ ở đây con nói xấu gì mẹ? Trời ơi con này nó vô duyên. We're all gonna take a nap, G, because everybody woke up early today. Didn't you wake up at 8 or 7 o'clock? No, today? And then she took a nap from 1 to 3:30. Oh my gosh, she took a nap? Yep. Yeah. Oh my gosh. So much, and it was, I think, a scary monster, and, oh. You lay and you sleep. Đừng, té. You sleep, mẹ. Không, té nha. Mẹ, you sleep. Mẹ ngủ hả? Yeah, mẹ. Mẹ ngủ chi vậy? Để con hù mẹ hay gì? Mẹ ngủ để con hù mẹ hay gì? Mẹ. Rồi, chơi con coi mẹ mang vé này chơi. Mommy. Chơi con. Rồi, hết này. Nó đâu nó lại. I missed it. Lại đi. Ouch. Chơi đi, con đừng có nhảy lên cái bụng mẹ kiểu đó. Ok. Good night, con. I love daddy, look. Ngủ mẹ. Daddy, look. Close your eye like this. Okay. Nhưng mà đông châm on my stomach. Okay, mommy. Okay, rồi, ngủ nhắm mắt lại nha. Daddy, look. Oh, mommy's sleeping. Mẹ đang làm gì đây chay? Mẹ đang làm gì? Mẹ ngủ mẹ. Ngủ rồi nhưng mà mẹ đang làm gì đây? Là gì? Uh-oh. Trời đất ơi. Ra đóng cửa thôi, khóa cửa lại để cho chay vô. Hey. À, giờ con nói con chào buổi sáng bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại. Mẹ mẹ mẹ. Bà ngoại ơi, con ra ăn cơm. Con ăn cơm eggs. Với trứng. Trứng chín. Rồi, ăn đi. Không có nóng con, không có nóng. Cứ cho ngoại ăn không? Okay. Có cho ngoại ăn không? Không. Hả? Không có bóc mà có cái cay được rồi còn bóc chi nữa. Kỳ ghê. Ăn cố gắng ăn vô cái cho cái mặt nó chung lên rồi ngoại nha. Ăn nhanh. Hả? Nó cuộc đời nó chỉ có trứng với lại á hả? Nước tương là nó tự động nó chạy lại con ngồi con có đâu có kêu nó lại đâu mẹ. Nó nghe cái mùi nó chạy lại mẹ có gì á? Tôi nói có gì kể tôi chứ hỏi làm chi. Cái nó lại nó hửi đó nó rồi tự động leo lên ghế ngồi ăn chứ đâu có ai mời nó đâu. Mà còn những cái món khác á, còn những cái món khác thì giống như là còn quỳ lại cho nó ngồi xuống mà không ngồi. Nó lạ cuộc đời. Ăn mình danh giả như nó là vừa dân giả miền Tây mà. Nó là dân giả miền Tây, nó là con gái miền Tây. Miền Tây 12 bánh nước. Nó người Việt Nam đó ngoại. Không biết nó người Việt Nam mà người Mỹ không biết. Con là người gì chay? Chay ơi. Con là người gì? Người đó ngoại nghe. Con người gì? Việt gì? Việt Nam. Việt Nam hả? Nói lớn lên. Việt gì? Việt Nam. Đúng rồi. Con người Việt Nam. Mẹ là người gì? Mẹ là người family. Mẹ là người family hả? Dạ. Mẹ là người gì? Việc gì? Trời ơi đừng. Ăn cầm cái muỗng ăn đàng hoàng. Trời ơi chết vô mình như vậy. Thôi chết đi chút nữa đi tắm. Chết đi chút nữa đi tắm. Nó thơm quá ai thôi. Thường lắm á.
Ngày sớm quá là bực mình lắm. Ừ, nay thức sớm bực mình lắm. Ngày mai là đi khám mắt tại ngoại nha. Ờ, đi khám răng đập yên chưa? Tao đập cho một đập với cái con này. Đi buồn quá, đi ngoan. Ngoan lắm, bác sĩ kêu làm gì lỡ lên làm y gian nó như lớn vậy. Kêu hả miệng là hả miệng, rồi kêu hả nhỏ là hả nhỏ, mà hả bự là hả bự. Mà kêu nó hả hê là nó hả hê. Đúng. Sàm ba đế. Hả miệng. Chạy này. Sàm ba đế. To vậy thôi, được rồi, hết vui.